Dạ thì hôm nay mấy anh em có đi đến đây gặp huynh là cư sĩ Bất Di chi pháp. Thì cái clip trước thì có đăng lên thì có những cái khán giả trên cộng đồng thì cũng có khen ngợi huynh là nói những cái pháp mà của huynh là rất là hay. Thì hôm nay cũng tiếp tục chương trình đó, thì có những cái câu hỏi mà của khán giả hỏi về huynh thì mong huynh giải đáp cho khán giả. Dạ, Dạ. hôm nay cư sĩ được duyên gặp mấy huynh đệ hỏi thì cư sĩ xin chào luôn quý khán giả bà và con cô bác. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì hiện nay thì có khán giả hỏi sư huynh là cái ông sư Minh Tuệ thì cái mùi hương trên người của ông thì có phải là một mùi hương tự nhiên hay không? Rồi trong cái đạo giáo nhà Phật thì 15 ngày là phải tắm một lần như vậy có đúng hay không sư huynh? Theo con nghĩ cái mùi hương của sư Minh Tuệ là được tỏa ra của cha trời mẹ đất và bên Phật Pháp, là giống như mùi đóa hoa sen của luôn ở trong ngũ hành, rất là thơm ngát, tỏa ra trên toàn Việt Nam và trên luôn toàn cầu thế giới luôn. Con Thì nghĩ là cái pháp tu khổ hạnh 15 ngày, nhưng mà trong vòng 15 ngày, mà trước 15 ngày là cái mùi hôm giống như là làm cho chúng sanh thức tỉnh trên toàn cầu Việt Nam, cũng dạ. như là các vị không có tu tập tinh tấn, rồi các vị trên cõi trần giống như khoác trên màu áo vàng, khi gặp được sư tôn Thích Minh Tuệ cũng là niềm niềm hạnh phúc đối với luôn những người tu luôn là tập tinh tấn nha. Còn mà nói với những người không tu tập tinh tấn là giống như cái mùi đó là cái mùi không luôn, là làm được cái sự sao động. Nhưng mà theo con nghĩ cái mùi của sư tôn Thích Minh Tuệ là làm thức tỉnh trong trong Việt Nam luôn, sân si vậy đó. Dạ, cảm ơn sư huynh đã giải thích phân tích cái mùi hương của ông sư Minh Tuệ ha. Thì như cũng gần đây thì từ lúc mà ông sư Minh Tuệ ổng hiện ra đó thì có rất là nhiều người đi theo đánh lễ ông sư và cũng có rất là nhiều người là đã may mắn là được giống như là kiếm được một số tiền là giống như là về may mặc quần áo. Rồi những cái mà nơi mà in tranh sách để thờ hoặc là hình này kia đó thì người ta cũng xuất hình của ông sư Minh Tuệ ra bán thì trên thị trường. Thì có phải là ông sư Minh Tuệ là một cái hiện tượng là giống như là một cái ông thần tài lộc đi xuống nhân gian để ban phước không sư huynh? Cái đó là con khẳng định là thần ban lộc 100%, tại vì từ lúc sư tôn Thích Minh Tuệ hạ phàm xuống thì trong ngành may mặc hình ảnh hay khung tranh của sư tôn Thích Minh Tuệ thì các nghề nghề này nọ, nói chung là nhiều nghề lắm, là tạo ra một cái đất nước Việt Nam mình trong thời kỳ phát triển, giống như ngành may mặc, ngành xe hơi thì ngành Phật pháp, thức ăn thức uống, nói chung thì là rất nhiều lắm. Sư tôn Thích Minh Tuệ là tạo ra cái công an Việt Nam cho công dân nước Việt Nam, giống như là trong và ngoài nước, trên năm châu, thì cũng là một vị Phật sống đã tạo ra rất nhiều lợi ích cho luôn nhà nước chúng ta vậy đó. Dạ, thì cảm ơn cư sĩ Bất Di ha. Thì trong cái hạnh tu của cư sĩ á thì có 5 cái điều mà giới lực á thì cái điều nào là giống như mình quan trọng nhất để khi mình tu tập á cư sĩ? À, cái điều quan trọng nhất trong năm giới là không mà được sát sanh. Dạ. Giới thứ hai là không được luôn tà dâm. Dạ. Cái thứ ba là không được luôn rượu chè, nói chung là trong ngũ giới. Dạ. Thì trong nhà Phật thì nói những vị tu tập không tinh tấn sẽ sa đọa vào cái giới thứ nhất là giới tà dâm. Tà dâm. Dạ. Tà dâm đó, các vị cao tăng là sẽ rơi vào cái thứ giới là luôn tà dâm. Cái thứ hai là luôn là Dạ. tham sân si, là cái giới thứ hai đó đó. Rồi khi các vị không tu tập tinh tấn sẽ sinh ra cái nhiều ý niệm, cái Dạ. hạt giống mà nó mới vừa mọc lên, nó nảy mầm thì từ từ sinh ra ý niệm, giống như là bữa nay thì
ăn uống ra sao, thì giống như là có Phật tử cúng dường thì mình nói với chung mà vẫn vậy không luôn tu luôn mà tập tinh tấn nha. Đang đang nói á, các vị Phật tử xuống cúng dường thì sẽ sinh ra cái lòng ham, các vị cao tăng không tu luôn tập tinh tấn thì sẽ lấy cái đồng tiền đó mua nhà lầu xe hơi cung điện hoành tráng để thượng hữu cái cuộc sống sau này đó. Còn những vị tu tập tinh tấn á, là sẽ không cần gì hết, chỉ cần học tập theo luôn Đức Phật để lại cũng là một điều tốt. Tuy rằng các vị khoác trên một chiếc áo cà sa hay hạt chân châu đi nữa thì giống như là một con phượng khoác trên mặt áo, vẫn là một con phượng vậy đó. Thì theo như sư huynh, trong cái khi mà mình hành đạo thì cái hạnh nào là sư huynh cao nhất trong trong cái năm cái giới lực đó, cái hạnh nào là cao nhất sư huynh trong luôn năm giới lực hả? Dạ, năm giới lực có nghĩa là không sát sanh, không tà dâm, thì mình hành cái giới lực nào là nó chuẩn nhất trong cái năm giới lực đó. Giống như khi mà mình là một cái người mà bình thường á thì mình chỉ chọn ví dụ năm cái thì mình cũng có một cái thôi, chứ hết năm cái thì đâu có được. Thành ra là mong sư huynh chỉ cho những cái khán giả để mà hành theo năm cái pháp môn á. Năm cái pháp môn bây giờ là trong năm giới thì có nhiều người giữ được nhiều, trong năm giới có những người chỉ có giữ được một hai giới thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ thì con xin góp ý, không phải lên đây phân hơn thua. Cái giới thứ nhất khi tu tại gia là không được tà dâm. Không tà dâm. Giới thứ nhất. Dạ. Nhất định phải giữ là giới thứ nhất, không được tà dâm. Dạ. Đó là còn cái giới hai là không được tham sân si. Dạ. Trong hai giới đó là tức là phải giữ gìn hai giới đó, không được phạm nội quy. Dạ. Tại vì trong lục tu giới là nói về thế lực đen tối nha. Dạ. Là bên cõi trên đó, là nói về thiên ma ba tầng là sẽ đánh vào cái giới đó, là luôn là tà dâm vậy đó. Dạ, thì cảm ơn sư huynh là nói rất là hay về cái những cái người mà muốn xuất gia tại nhà ha. Thì sư Minh Tại hôm nay là ngày 18 tháng 7 thì sư Minh Tại tiếp tục ẩn tu, thì trong đó là có cái hàm ý gì không sư huynh? Là 18 tháng 7 là sư Minh Tại tiếp tục ẩn tu, là sư tôn đang chuyển qua cái pháp môn là trung đạo, là con cũng có một bài pháp dành cho các vị không tu tập tinh tấn, và sư tôn Thích Minh Tuệ đang sử dụng cái pháp là diệu thiện cơ bút định hoa tử, cơ đầu dư mây dư ảnh tùy hình đó. Thì cắt nghĩa là bài trên Đức Phật đã hội đồng chư thiên đã cho một vị Phật sống để xuống cõi trần đại để giáo hóa chúng sanh. Còn thứ hai trên câu thôi là câu thơ là cơ đồ dư mây dư ảnh tùy hình, có ý nghĩa hàm là lời chuông cảnh báo những vị không tu tập tinh tấn, khi có cơ ngơi rồi mà không biết làm việc thiện cho chúng sanh, cứ trục lợi chứ sanh, chúng sanh giống như là một cơ đồ bị hủy hoại, giống như là dư mây ảnh tùy hình vậy đó. Thì cảm ơn sư huynh ha. Thì sẵn đây cho đệ hỏi là tháng 7 này á, nếu mà mình cúng như thế nào á, là đúng cho những cái nhau vong linh á, mà nhận được hả sư huynh? Cúng vong linh thì mỗi năm có một lần, thì mình cúng luôn bằng luôn cái tâm, cúng bằng luôn cái tâm, giống như là không cầu kỳ gì mấy. Dạ. Giống như là một chén cơm chay, ngày đó đừng luôn mà có sát sanh nhiều quá. Đó. Tại vì sát sanh thì nói chung ảnh hưởng đến việc luôn tu tập, luôn tinh tấn. Thì theo con nghĩ ở nhà con cũng có cúng luôn cơm chay, là cứ cúng một mâm cơm chay cho luôn mà củ quyền thất tổ. Đó vậy đó. Dạ.
Vậy là mình cứ cúng một cái mâm cơm, thì mình cứ nguyện của mình vô những cái phần mà cái người mà đã khuất hoặc là đã mắc ở trong gia đình đó ha sư huynh, là được ha. Cho dù làm luôn mà công quả ở ngoài cũng vậy. Dạ. Thì coi các ở ngoài chùa linh vị tới luôn gần tháng 7 đúng vị cũng biết rồi. Dạ. Các linh vị, các vị chùa ở ngoài cũng là đều có bài linh vị, thì mình hồi hướng công đức. Dạ. Cho họ khi họ còn sống tới lúc chết thì mình cúng cơm chay bằng luôn cái tâm, đừng có xin bữa nay súng mà được cầu nguyện được giàu sang cái gì. Các vị Phật tử không hiểu thì cứ làm đúng theo đức Phật để lại, không được được cầu nguyện cái gì hết. Dạ. Đó. Thì những cái con người mình á thì nó ai cũng có một cái đức tin, thì có thể là tinh thần, tinh thánh, nói chung ra là tinh Phật. Thì nếu mà mình có đức tin á, mình đi cúng lại như vậy á, mình có được cái phước báo gì không sư huynh? Cái phước báo thì tất cả đều có, mà quan trọng cái việc tu tập tinh tấn á, là ăn thua mình có sáng suốt cái trí huệ hay không. Yeah. Mình trước khi mình luôn cúng lại mình huệ lại đó. Dạ. Yeah. Thì hiện nay á thì cũng cái chủ đề này thì nói chung ra cũng có rất là nhiều người muốn nghe. Thì đây là cái rằm tháng 7, thì có nhiều cái quan gia mà kêu là trái chủ đó sư huynh. Rồi có những cái người mà người ta làm không có tốt, còn có những cái người mà người ta cũng hành thiện tích đức, nhưng mà đa phần là bây giờ là cái thời hiện đại đó, là đa số là cái phần con người ta là đa số là bị trượt. Thì làm như thế nào mà để không có bị dính vô những cái bẫy của ma dương á sư huynh? Sư huynh có thể giải đáp về phần quan gia trái chủ thì do tiền kiếp của họ là có nợ một kiếp gì đó, giống như là kiếp này đầu hai vô luôn vô một già gì, thì khi đứa bé sinh ra giống như vậy đó, nói vậy đó là sẽ dơ vào cái liệt sanh. Cái liệt sanh là cha mẹ dạy dỗ nhưng mà không được, nghịch lại. Nghịch lại cái do ý chỉ của cha mẹ dạy ta từ nhỏ đến lớn, mà nó tối ngày đi ngược về, giống như là mình được cái này mình đòi hỏi cái kia, phải kêu cha mẹ cung cấp nhu cầu tiền bạc, cái đó gọi là quan gia trái chủ. Dạ, đúng. Như mình kêu người nhà cha mẹ vậy, mình cung phụng tiền bạc để mình thuận thụ cuộc sống sau qua. Dạ. Giống như là kiếp trước lừa đảo hay cái gì, kiếp này đầu hai lên thì giống như là quan gia luôn trái chủ. Dạ. Thì mình đòi hỏi cho bằng được thì đứa bé đó sinh ra gọi là liệt sanh. Liệt sanh. Còn u sanh á, u sanh là nói chung là luôn là cha mẹ không cần dạy, tự nhiên có cái giác ngộ và trí tuệ siêu phàm. Cái đứa bé nó từ nhỏ rồi sau này lớn lên có hiếu với luôn cha mẹ đó thì gọi là u sanh. Còn tỳ sanh á, tỳ sanh là giống như cha mẹ mình dạy cái đứa bé đó, con nó hiểu và biết vâng lời cha mẹ, biết làm việc thiện, cái đó gọi là luôn tỳ sanh. Tỳ sanh. Dạ. Còn đối với trong Phật pháp nữa, u pháp các vị Phật tử tu tại gia, các vị cao tăng hay cái gì, cái đó u pháp là giống như mình không học trong sách vở, không học cái gì hết, tự mình ngộ ra theo giáo lý của Đức Phật á, tự mình ngộ ra hết á, cái gọi là u pháp. Dạ. Còn tỳ pháp á, tỳ pháp thì giống như là đang học tập, thầy dạy thì mình nghe lời, thì nghe lời rồi xong biết vâng lời các dựng tiền bối lại dạy mình trong học tập theo của Đức Phật, biết ngoan ngoãn nghe lời, cái gọi là tỳ pháp. Tỳ pháp. Còn liệt pháp á, liệt pháp là cho dù thầy có giỏi cỡ nào mà trong tâm tu tập không tinh tấn đi nữa, giống như là trục lợi chúng sanh, tuy là khoác áo trên áo lục cà sa màu vàng đi nữa, nhưng mà vẫn hay tổ mình dạy mình không nghe lời, mình đi trục lợi chúng sanh, giống như là các vị Phật tử tin tưởng cái vị thầy đó cúng dường, mà các vị thầy đó không dùng số tiền chân chính để mà cứu độ chúng sanh, làm trái thiên quy. Yeah. Rồi các vị chùa nó nói là dẫn vị không luôn mà tu tập tinh tấn á, là các vị sẽ dơ vào giống như liệt pháp vậy đó, gì đó. Dạ. Thì cảm ơn sư huynh đã phân tích rất hay. Thì như cho đệ hỏi thì
những cái người mà người ta làm ăn người ta khá giả đó thì người ta không có biết cúng lại đi. Dạ. Thì có những cái người mà người ta cũng biết cúng lại nhưng mà sao đẻ ra những cái đứa con á, thì hầu như là thứ nhất là nói nó không nghe lời nè, thứ hai là sau khi mà lớn rồi á, thì nó sẽ giống như là nó bị ăn chơi tụ tập này kia là giống như là phá cổ đó. Thành ra là theo sư huynh nghĩ như vậy là cái người đó là có bị mắc cái nghiệp hay không sư huynh? Cái đó là đời trước là có quan gia chế chủ, và đời này phải lên báo quán lại. Dạ. Thì mình một câu hành niệm để hồi hướng công đức lại. Dạ. Đừng đến báo quán nữa, giống như là cái người đó sinh ra thì giống như một đứa bé gọi là bị liệt sanh, giống như là trong liệt pháp. Mình phải uống nắng hồi hướng công đức, ngày ngày trì chú để hồi hướng công đức lại. Dạ. Đừng có báo quán này nọ đó. Dạ. Sư huynh cho đại hỏi nha, thì vì sao á mà giàu mới đi tu mà nghèo không có đi tu? Dạ. Thì sư huynh có thể giải thích cho đại nghe những cái như vậy không sư huynh? Giàu đi tu thì cũng có nhiều cái khái niệm, có. Dạ. Người nghèo đi tu cũng có, mà có người. Dạ. Giàu đi tu cũng có. Thì khi mà cơ duyên của người đó, người giàu á, biết ngộ ra Phật pháp, thì lúc xưa hay cái gì tiền kiếp, thì khi đã đủ căn đủ duyên thì người đó sẽ hướng về Phật pháp. Đó. Còn cái người nghèo thì giống như là giống như có đủ duyên đủ lực đó. Dạ. Thì họ sẽ là kiếm một đường tu hay là tu tại gia cũng được. Nhưng mà dạ, cái đó cũng là luôn phước đức, là do cái căn duyên đã đủ, đã nảy mầm chín muồi nữa. Dạ. Thì sẵn cái tiếp lại của sư huynh á, thì như cho đệ hỏi nói thêm ha. Thì ví dụ như khi mà mình nghèo rồi đó, thì mình không, nếu mà mình đi vô chùa mình hành hương hành lễ thì mình xây cái vòng lẩn quẩn đó, thì rốt cuộc mình cũng nghèo, nhưng mà nhầm người á, người ta giàu á, người ta đi chùa đi này kia, người ta cúng lại thì người ta về người ta lại càng làm ăn được phát triển. Thì theo sư huynh nghĩ vậy nó có công bằng hay không? Cái đó là do tiền kiếp của người đó đã giàu sẵn rồi, đang sử dụng cái phước còn lại, cái phước còn lại nha, để đi các chùa này nọ, tiền đúng hợp tình hợp lý, giống như cứu độ chúng sanh thì hỏi như là có phước. Dạ. Sợ những vị giàu có mà xài tiền không đúng chỗ thì họ hưởng hết các phước của tiền kiếp còn lại, thì khi là hết phước thì cái nghiệp quả sẽ luôn mà chỗ ra vậy đó. Dạ. Thì theo sư huynh, khi mình làm một cái vị coi như là tu sĩ, thì có cái lời nào khuyên cho những cái người mà người ta đang lỡ bước trên cái con đường đó đó, thì có thể là mình có những cái lời khuyên nào để mọi người sửa tâm sửa tính sửa tình lại, để mình làm ăn, ví dụ như giờ mình nghèo đi, mình có thể là mình vừa làm mà mình vừa đi chùa hoặc là đi làm cái này kia để mình có cái đồng ngăn á, mình tiếp tục á sư huynh. Dạ. Nếu mà nói với tu sĩ tại gia thì con cũng có lời khuyên, không phải như đây lại phương hơn thôi, mong biết cùng đặng được khảo nghiệp. Dạ. Con giống như bây giờ mình giàu có thì mình có của cải, cái cuộc sống thì mình tu, nhưng mà tu vẫn phải làm. Còn cái việc ăn chay thì họ có của cải sẵn rồi, nhưng mà ăn chay tùy theo tâm mình, hay là tại vì cái cơ duyên mà đâu phải bắt buộc được cái người đó phải ăn chay trường đâu, tại tùy theo cuộc sống gia đình con người đó làm sao. Cái khái niệm thứ hai của con nói là cái người nghèo khổ trong cuộc sống thì đôi lúc ăn chay 3-4 ngày 5-6 ngày cũng là gọi là ăn chay, nhưng mà cái sức và cái việc làm không đủ sức khỏe ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thì là nói chung thì một tháng cũng ăn luôn 4-5 ngày cũng được, không phải là bắt buộc. Dạ. Phải ăn chay trường hay cái gì, nhưng mà mình tu tập tinh tấn theo lời Đức Phật để lại và học tập là được. Dạ. Thì cảm ơn sư huynh trả lời cái câu hỏi này rất là thấu tình và đạt lý. Thì hiện nay á, thì sư huynh có một cái vấn đề này rất là xảy ra, rất là nói chung ra là đáng tiếc mà kêu đáng buồn luôn đó. Thì có những cái người mà người ta đọc cái tượng Phật A Di Đà sư huynh. Yeah. Thì như vậy á, thì theo về góc độ của sư huynh á, thì có ảnh hưởng gì đến sư minh tại hay không? Những người đập phá tượng Phật thì những người đó là con cháu của Ma Vương. Yeah. Là đập phá tượng là phỉ báng Phật pháp, tội. Dạ. Nặng nhất trong. Dạ. Phật pháp sẽ xoa vào địa ngục trên cả 18 tầng ngục, 18 tầng địa ngục nha. Dạ. Sẽ đọa vào trong ngục vô minh. Dạ. Không được siêu thoát.
không được siêu thoát đó. Thì cái người đó là cái con cháu của Ma Vương, khi thấy một vị thầy Phật sống xuống đây để cứu nhân lại, mà trong khi những người giống như con cháu Ma Vương họ không hiểu về Phật pháp, giống như là nhận lệnh đó của thiên ma ba tầng vậy đó, thì sẽ đập phá những bức tượng đó. Tại vì họ là đời đời tiền kiếp rồi, tại vì Phật với Ma Vương là hai người giống như là đối với chọi lẫn nhau, thì trong thời kỳ mặt pháp này thì con cháu Ma Vương sẽ sai những vị giống như không tu tập tinh tấn hay không hiểu về giáo lý Phật pháp, thì họ sẽ dưới sự sai khiến của thế lực đen tối để đập phá tượng, để làm ảnh hưởng đến sư tôn Thích Minh Tệ. Nhưng mà sư tôn Thích Minh Tệ có tấm lòng từ bi bao la, bát ngát tả hương khắp toàn cầu thế giới, thì cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà cái người ảnh hưởng là cái người đập phá tượng Phật, nhất là tội lỗi, gọi là phỉ báng Phật pháp. Thì theo như đệ biết á, thì cái tượng á thì cũng là cái tượng, mà nói chung ra là mình tin á thì sẽ có, mà không tin thì sẽ không có. Ví dụ như những cái người mà người ta đã giác ngộ rồi á thì người ta biết đây là chỉ là cái tượng thôi. Thì như vậy á thì có tội không? Và cái những cái người mà coi như là người bình thường đó thì mình đập như vậy á thì nó sẽ có tội hay không? Thì giống như mình nói đi phải nói ngược lại, để bổ để bổ xung lại luôn nha. Cái lời nói hôm nay con cũng có thiếu sót, mong ông đặng tha thứ. Những người mà đi ra đường hay cái gì, một ngôi chùa nào đó hay là một bức tượng nào bị vỡ hay bức lỗ tai hay bức cánh tay, thì nếu mà người đó có tâm đem về chấp giá lại các tượng Phật cho hoàn chỉnh lại, là những người đó là công đức dồi dào, chúng như biết hiểu về Phật pháp đó, không được quăng bừa bãi ngoài đường. Các những vị lụm về chấp giá lại một tượng Phật hoàn chỉnh để thờ cúng là các vị tiền kiếp có tu tập đó, không phải là con luôn cháu Ma Vương đó, gọi là giống như là hoàn chỉnh lại cái bức tượng của Đức Phật đó, giống như Bồ Tát hay Quan Thế Âm, thì đó cái gọi là công đức vô lượng. Dạ đúng rồi, có nghĩa là khi mà những cái vị nào mà gặp những cái tượng Phật đó mà giá lại, mà mình sanh phết lại, là cái đó là công đức vô lượng hả sư huynh? Dạ thì sư huynh cho đệ hỏi thì không biết cái gì, cái lý do gì mà và như thế nào á, thì trong cái thời này nè, ví dụ như cái sách vở kinh sách nè thì chép á, thì có nhiều khi nó cũng có thiếu sót, và nhiều khi á, mà nó cũng dư ra, thì mình làm thế nào để mình tu hành như thế nào là cho mọi người đọc kinh sách chép, hoặc là mình làm cái gì để mình được phước mà mình ghi công bội đức á, sư huynh? Tức là đọc sách chép có thiếu sót là quan trọng rồi. Các quý Phật tử có tu tập tinh tấn thì mình học cái giáo lý Phật pháp theo Đức Phật để lại cũng là điều tốt, nhưng mà các vị có huệ căn, huệ giác ngộ mà cao hơn, các vị có thể là giác ngộ thêm những gì mà chưa hoàn thiện được mình bổ sung hơn. Nhưng mà tốt nhất theo con khuyên học theo giáo lý của Đức Phật để lại là hoàn chỉnh nhất. Nếu các vị có căn cơ ở trên xuống, các vị ngộ ra thêm cũng là một điều may mắn đó. Mình dùng cái mình ngộ ra mình nói cho cộng đồng mạng biết bên nào tốt bên nào xấu trong cái luân kinh sách đó, mình ngộ ra được đó, vậy đó cũng là một công đức tốt vậy. Thì nếu mà trong tất cả các pháp thì pháp của nhà Phật Phật giáo là coi như là cái pháp đó là cao nhất ha sư huynh? Cao nhất rồi. Thì hiện nay thì có rất là nhiều câu hỏi thì của khán giả, mà trong cái thời điểm này thì mình không có hỏi ra hết. Thì trong 84.000 pháp tu thì hiện nay là cái pháp nào mà dễ thành nhất mà lại có được nhiều phước mà lại có ghi được nhiều công đức đó sư huynh? Vậy thì con cũng không dám lên tay khẳng định, nhưng mà theo con giác ngộ ra thì các quý Phật tử trong vòng ngoài nước và trong nước thì hãy học tập theo cái pháp môn là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo ha. Bát Chánh Đạo là tu tập tinh tấn nhất. Thứ hai là Luân Hồi Tứ Diệu Đế. Là hai cái pháp đó. Thì cái Bát Chánh Đạo thì nó có gồm có 8 bát, thì trong cái 8 bát đó thì sư huynh có thể nào nói về một cái bát đó để cho mọi người tu tập được không sư huynh? Thì trong một cái bát đó thì
là mình tu bằng cái tâm, giống như là không bị ảo tưởng, không bị vọng tưởng gì hết á, mình tu Dạ. bằng cái tâm. Giống như là mình vọng cái nào thì thế lực đen tối giống như là thiên ma ba tầng nó sẽ đánh vào. Dạ. Mình tu tập tinh tấn, mình trong sáng, mình định lực, mình luận là cái gì là ảo, cái này là tưởng, cái này Dạ. là ngũ ấm ma, cái gì tùm lum tùm la, mình hãy tu tập tinh tấn Dạ. bằng cái khả năng ngồi thiền và Dạ. quán sát. Dạ. À, trong cái cõi vô hình lúc mình ngồi thiền mình quán sát cái nào vọng tưởng, cái nào là ngũ ấm ma, cái nào Dạ. ảo đó, thì do À. quý vị cách tu tập thì có hợp với luân hóa pháp môn đó hay là không. Dạ. Thì khi khi mà hợp thì quý vị tự thì cứ học tập, mà cảm thấy không phù hợp thì trong 84.000 pháp môn thì các quý vị cũng phải có một pháp môn để thích ứng trong việc tu tập vậy đó. Dạ. Thì sẵn hỏi cái pháp môn này á, thì cho đệ hỏi thì trong cái pháp môn thì cũng có một cái pháp môn là ăn ngay giờ ngọ đó sư huynh. Thì mình ăn như vậy là có lợi ích gì không sư huynh? Thì nếu mà theo căn cơ những vị mà có bề trên có những sứ lệnh thì một ngày ăn một bữa cũng là tốt cho sức khỏe, Dạ. hạn chế giống như là một cái dầu mỡ hay cái gì thì tốt nhất là một cử tùy theo sức khỏe thôi. Nếu mà các vị ở ngoài có đi làm thì ví dụ một ngày ăn ba cử thì luôn từ từ giảm lại, ngày ăn hai cử Ăn hoặc hai đôi rưỡi cử nữa. Dạ. cũng đều tốt cho sức khỏe. Ăn thua là cái sức khỏe có đáp ứng được nhu cầu ăn ăn một cử hay không Đúng thì rồi. do quý vị tự điều khiển cái cơ địa mình ăn như thế nào cho Dạ. phù hợp sức khỏe, thứ hai là phù hợp trong cuộc sống này nọ, trong là công việc vậy đó. Dạ. Đúng rồi, thì ăn như thế nào thì cũng phải tùy thuộc với cái căn cốt của căn duyên của mỗi Đúng người rồi, nữa, chứ nếu mà thấy người ta ăn như vậy mà mình bắt chước thì là tưởng không có đâu cũng được. không được gì hết. Dạ đúng rồi. Thì có một cái câu hỏi nè, thì có cái em gái này hỏi là sau khi mà cúng lại thì hàng ngày đều cúng lại, nhưng mà một thời gian thì sao tự nhiên mình cúng xong rồi cái bắt đầu là mình nhức đầu và mệt và giống như trong đầu nó say say say, mà hiện nay là ngày nào cũng vậy, thì cái đó là có ảnh hưởng gì không sư huynh? Nói chung có về phần tâm linh không sư huynh? Cái đó việc cúng lại, mà trong khi việc cúng lại Dạ. cái cô gái nó thứ nhất là có hành tâm hay là không. Dạ. Giống như mình hành tâm, mình giống như viên ngọc sáng, mình hành tâm mình tỉnh để mình cúng với các vị bề trên Dạ. thì không có gì nhức đầu, mà sợ họ có tâm sinh ý niệm Ừ. cưỡng cầu hay cầu mong cái gì sau này giàu sang phú quý Dạ. thì cái là sinh ra cái từ tham. Dạ. Từ tham tham gì vật hay vật chất tiền tài hay cái gì Dạ. thì bên thế lực đen tối thì bên thiên ma ba tầng nó sẽ đánh vào cái nhược điểm Dạ. và sai một vị sứ giả nào đó để mượn xét hành hạ, giống như mình trong tu tập tinh tấn mình bị nhức đầu là cái đó Đúng rồi. là có thiệt. Dạ. Cái lời khuyên cuối cùng của con không phải là lên đây để dạy đời các vị Phật tử, Dạ. thì giống như là hãy tu tập tinh tấn, đừng sinh ra từ việc tham gì nữa, tại vì tham có rất nhiều loại tham, Dạ. các quý vị không biết thì quan trọng bây giờ tu tập tinh tấn, học tập theo Đức Phật dạy lại là được. Dạ. Thì những cái giống như là sư cũng xin nói tiếp ha, thì giống như là mấy cái vong vong linh rồi nói chung ra là những cái hồn ma trong tháng 7 sư huynh, Rồi. thì thường thường là người ta sẽ mở cái cửa là giống như là Mộc Kiềm Liên, thì hàng năm á thì theo sư huynh như vậy năm nay là tới cái tháng 7 này Rồi. nè, thì mình nên làm những việc gì để đề phòng những cái xấu và làm những việc gì Rồi. để mình Cái dòng dạ tháng 7 này giống như là các vong linh được lên trên cõi trần này, dạ giống như là trong pháp lực, trong dạ mà cõi luôn hữu hình nha, dạ đúng giống rồi như là có một cuộc đặc xá. dạ Những người tu tập tốt có tinh tấn thì các linh hồn được phê duyệt cho lên cõi trần này dạ để gặp luôn cha mẹ con cháu để dạ phù hộ, có gì lúc xưa không làm được được thì hướng dẫn con cháu dạ quay về chánh pháp để tu tập tinh tấn. dạ Còn có những linh hồn mà không hiểu về Phật pháp thì họ sẽ lên luôn quấy rối hay cái gì quan gia trái chủ hay cái gì đó ở Dạ. trên cõi trần này, thì sau nếu mình thấy họ, tại vì tùy theo mức độ các vị tu tập có thể nhãn hay không nhìn được họ, nếu mà các vị nhìn được họ thì các vị hãy dùng lời khuyên chân thành nhất để các vong linh
là luôn quay về chánh pháp vậy. Dạ. Vậy là mình là chỉ có là mình là trì chú, có cần mình có cần trì chú cái bài pháp nào để trì chú á? Dạ. Trì chú rồi đối với những vị mà giống như các linh hồn sau khi giờ bỏ xác cái vị cứng đầu thì mới lên trì chú, mình không phải giết họ để họ có hướng tích cực quay đầu lại trong chánh pháp. Còn những vị mà biết tu tập tinh tấn thì không cần trì chú, thì mời họ cùng tu tập tinh tấn lại, giống như mình đang tu thì mình mời họ vào hàng ghế cùng nhau tu tập, cũng cũng là một phước đức luôn, cũng có luôn. Đối với những vị không có tu tập tinh tấn nhưng là còn lòng sân hận thì mới lên trì chú, tùy theo mức độ nào của dân linh nó phạm tội gì, đừng nên giết họ, hãy uống nắng họ, giống như là pháp lực Việt Nam để cho họ một cơ hội để hoàn thiện lại một sống tốt đẹp dưới cõi vô hình nữa. Dạ, thì cảm ơn sư huynh trả lời cái câu hỏi này rất là hay. Dạ. Thì đây là một cái câu hỏi là cũng có rất là nhiều người hiện nay là đang muốn nghe. Dạ. Thì trong cái cuộc mà giống như hôm nay thì có rất là nhiều cái hiện tượng, ví dụ như sấm chớp, rồi nói chung ra là đầu năm giờ thì coi như lửa, rồi nói chung ra đủ thứ thiên tai. Thì theo sư huynh nghĩ là có thể là có khả năng là xuất hiện một cái vị thánh nhân ra đời không sư huynh? Vị thánh nhân thì bây giờ đã Thích Minh Tệ là xuất hiện rồi. Dạ. Nhưng mà theo cảm nhận của con là không bao lâu nữa sẽ có một vị xuất hiện, đó là hộ pháp cho sư tôn Thích Minh Tệ. Dạ. Mà không biết ngày nào giờ dứt, nhưng mà có thể là 2022 này. Dạ. Trong chu kỳ của ngũ hành sẽ có một vị xuất hiện, là vị đó là được hội đồng chư thiên họp lại. Dạ. Sẽ cho một vị xuống để hỗ trợ cho sư tôn Thích Minh Tệ trong việc tu tập, giống như là ai mà làm hại sư tôn Thích Minh Tệ, con cháu Ma Dương mà, thì vị hộ pháp đó sẽ sẵn sàng dọn đường sạch sẽ cho sư tôn Thích Minh Tệ trên con đường tu tập đó. Dạ. Vị hộ pháp đó sau này sẽ xuất hiện. Dạ, cảm ơn sư huynh nói một cái lời này rất là hay. Thì trong chúng ta là ai cũng có hai con đường, một con đường là đi một con đường tốt và một cái con đường xấu. Mà cái con đường xấu đó thì mình đi mình lỡ đường mình đưa qua thì nó rất là dễ phạm. Thì theo như sư huynh có cái lời hay ý đẹp nào để khuyên mọi người hãy nên đi cái con đường chính pháp để cùng mau mình tu tập cho nó tốt sư huynh? Con đường chánh pháp đó bây giờ thì cầu mong con cũng cầu mong các Phật tử mà gia đình kha khá hay cái gì á, thì có một số tiền thì ủng hộ vô bệnh viện hay ung bú thì nọ, họ cần một từ số bịch thuốc. Dạ. Thì cũng là không biết rồi vào thì mình sau khi ủng hộ xong mình về mình tu tập, mình hồi hướng công đức, đừng có xin ý niệm hết, mình làm theo đức Phật để lại, giống như là hồi xưa vậy, thì cái việc tu tập tinh tấn là sẽ được tốt hơn. Nhưng mà tránh hạn chế tin tưởng những vị phát chân áo màu vàng. Dạ. Họ có giúp nhiều mưu mẹo. Dạ. Để làm u mê những vị không hiểu đạo. Dạ. Thì tốt nhất các vị, con phải lên đây con thân thua, thì coi như năng để các vị hãy dùng số tiền đó ủng hộ vào những hoàn cảnh khó khăn, đó là công đức vô lượng. Đừng lên mà ủng hộ sai đường hay cái gì trong đồng tiền đó, cho các vị phát trên áo màu vàng thì sẽ tạo thành cái nghiệp đó gì đó, giống như là tương sinh tương khắc. Mình giống như mình không ủng hộ vô đúng nơi đúng chỗ thì tạo ra cái người kia thì sinh ra cái nghiệp, thì mình cũng nhìn nhận lại tại sao mình không ủng hộ đúng chỗ mà mình cũng sâu chạy, mình sẽ áy náy. Tốt nhất thì là khuyên chân thành cuối cùng của con là hãy dùng số tiền đó ủng hộ vô bệnh viện Chợ Rẫy hay cái gì, họ cùng sự sống một bệnh thuốc vậy đó. Dạ, cảm ơn sư huynh ha. Thì cuối chương trình thì cũng mong là sư huynh có những cái lời hay đẹp nào để nhắn gửi tới bà con cô bác trong nước và ngoài nước ha sư huynh, để mọi người lo tu tập tinh tấn để thoát khỏi những cái bệnh tật này kia, những cái khó khăn ha sư huynh. Thì con cũng có hai pháp. Dạ. Thì trong mấy câu thơ là cũng là clip trước nói rồi, bây giờ con xin lặp lại và bổ sung thêm hai câu.
Thứ nhất là định chân, định chân, định chân, định tâm, phá càn khôn, nhất thiên chỉ định, thông lục căn, nguyện lòng sắc son độ chúng sanh, diệu thiện cơ bút định hoa tự, cơ đồ dư mây dư ảnh, dư ảnh tùy hình. Thì hơi cũng xin phép mà cảm ơn sư huynh đã gieo duyên clip ha. Cô chú anh chị nào mà có những cái lời hay đẹp nào thì cứ nhắn lên trên kênh để cùng sư huynh mình tranh bàn luận về những cái pháp. Cảm ơn sư huynh.